Đây là cái bác này. Đấy. Rễ của nó rất là dài nhá. Hai củ này thì chắc khoảng gần gần 1 cân này các bác này. Đấy. Tôi chọn những củ mà to nhất của nhà trồng được. Đây. Các bác nào có nhu cầu về sâm đương quy thì hãy liên hệ tôi số điện thoại 0374988027 hoặc là nhắn tin cho tôi nhé. Vâng, bây giờ tôi sẽ mang này về hầm gà. Lúc nào làm như nào thì tôi sẽ quay lại cho các bác xem. Sập than. Sập than xịn cho tấm tiệu một tòa. Đây, vừa. Kệ thôi. Ba sao hành cái này nó à? Chặt rụt ra qua qua cả mày phớ mày phớ. Yếm chi, tăng yếm chi, đây nhau tiền tệ. Tăng bữa xe cho cát này nên ổn tê xe cụ tạp hê cụ tạp hê này đang tỉnh ngôn tìa nên tăng bữa cho tê tê chủ cho thăm như dùn bữa ăn tí tiền đi mà thăm. Bữa biển như đi sẽ chụp con ham chẳng sẽ nó tiểu sẽ nghe tiểu sẽ nghe bù chặt lấp bù chặt lấp đi ăn xin này cũng cảnh cáo tới gì pháo mình cho vừa à chiếm trong trọng xin. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với lại kênh Thảo Dược Người Dao. Trong cái clip ngày hôm nay tiếp theo thì tôi xin gửi đến tất cả các bạn một cái bài thuốc bồi bổ cơ thể, bổ máu cho chị em phụ nữ sau sinh. Sau sinh đẻ thì như các bác, tất cả chúng ta đều biết là chị em phụ nữ sau sinh thì bị mất máu khá là nhiều. Nên là đây là một cái bài thuốc bồi bổ sức khỏe, phục hồi sức khỏe cho chị em phụ nữ. Nhưng mà trước khi đến với lại cái và tôi giới thiệu bài thuốc này thì mong tất cả các bạn thông cảm. Nhà tôi thì nuôi khá nhiều con gà. Đấy, có tất thảy là 7 con gà mái với lại hơn 5-60 con gà con nên là chúng nó hơi là ổn. Và đây là một cái bể nước nên là tôi bắt buộc phải ở đây vừa giới thiệu vừa rửa để cho các bạn cùng biết. Nó có một số vị như sau. Đấy. Cái thứ nhất, đây là một cái vị đầu tiên. Đây là gồm có hai loại. Đấy, địa châu tẩm giam. Địa châu tẩm giam đây là một trong những vị thuốc bổ máu tốt nhất của người dân tộc Dao ở trên chúng tôi nhé. Người Dao Khâu. Còn người Dao ở những cái vùng miền khác thì tôi không biết. Đấy, đây là tên gọi là địa châu tẩm giam. Đây, địa châu đây các bạn này. Đấy. Bổ máu phục hồi sức khỏe cho người già, người suy nhược cơ thể, chị em phụ nữ sau sinh rất là tốt. Đấy.
Đây là cây thứ nhất. Còn cây thứ hai. Cây thứ hai đây là cây thải lá tím, hay là gọi là thải lá tía đấy các bác. Đấy. Đây là một cái loại cây bổ máu. Đây, đây là một loại bổ máu nhé các bác nhé. Đây là cũng là một vị trong cái bài thuốc. Cây thứ hai. Còn cây thứ ba, cây này, đây ạ. Cái này thì tôi không biết tiếng phổ thông gọi như nào. Còn chúng tôi còn là chè Omi nhá. Đây cũng là một vị bổ máu này. Có 3 loại này. Đấy. Và trong này có 3 loại. Lại một cây nữa. Đây. Đó, các bác này. Hoa nó mọc hoa này. Nó gần gần dạng dạng như kiểu là hoa loa kèn đấy các bác. Đấy. Đây này. Lá của nó như này. Nó lá của nó thì giống giống cây ớt. Đấy, giống cây ớt. Đây cũng là một vị thuốc bổ máu. Đấy. Ở trong đây nó có 4 loại nhé các bác nhé. Đấy. Có 4 loại. Và một cái nữa đây là sâm đương quy này các bác này. Sâm đương quy là một cái loại sâm mà bồi bổ, phục hồi cơ thể, bổ máu. Cực kỳ là tốt rồi. Cái này thì không cần phải giới thiệu nhiều rồi. Đây. Đây các bác này. Sâm đương quy này chúng ta có thể dùng cả rễ, dùng cả lá, rễ thân lá. Nói chung là tất tần tật về cái củ sâm này chúng ta đều dùng được hết nhé các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu mua sâm đương quy thì hãy liên hệ với tôi với số điện thoại là 0374988027. Đấy, 0374988027 nhé các bác nhé. Đấy, sâm của tôi thì tuyệt vời luôn. Đây, đây là vị thuốc thứ 5. Còn ở trong này có 3 vị thuốc nữa. Đây là những cái cây gọi là đằng. Thứ nhất là kê huyết đằng. Đây. Đây này các bác này. Đây. Đây. Bây giờ tôi mới lấy nét được này. Đây là kê huyết đằng nhé các bác nhé. Đây là một vị bổ máu này. Đây là cây cỏ máu này các bác này. Đó. Cây cỏ máu, cây huyết đằng. Với lại một loại nữa thì tiếng phổ thông tôi không biết gọi như nào. Chúng tôi gọi là củ tải hay nhé các bác nhé. Đây này. Đấy, củ tải hay. Đây là ba cái vị thuộc dạng cây dây leo. Đấy. Cây dây leo. Gọi là đằng đấy, theo tiếng Hán Việt gọi là đằng. 3 vị này, 4 vị, đây là sâm đương quy. Đây là những cây không thể thiếu rồi. Với lại 4 vị ở đây nữa. Tổng tất thảy là 8 vị nhé. Trong cái bài thuốc hôm nay thì gồm có 8 vị đấy. Chúng ta có thể gia giảm thêm một số những cái vị khác nữa để tổng hợp lại thành một cái bài thuốc hầm gà đấy. Bây giờ thì tôi xin phép các bác là tôi sẽ rửa cái đống này xong là chuẩn bị bắt gà. Đấy, gà mình tự nuôi nhé các bác nhé. Bắt gà để hầm. Chúng ta ninh đến khi nào mà gọi là dưỡng chất ở trong những cây thuốc này nó ra hết rồi thì chúng ta chắt lấy cái phần nước đấy bỏ vào cái nồi áp suất, bỏ gà vào chúng ta hầm đến khi nào gà nhừ. Đấy, nước thuốc này nó ngấm vào trong gà đấy, lúc đấy là được. Đấy. Các bác hãy cùng theo dõi tôi làm để thành một sản phẩm bồi bổ sức khỏe, đấy, bổ máu cho phụ nữ sau sinh như thế nào nhé các bác nha. Này, giờ tôi chẳng 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 chê nó sẽ tầm cho con buồn miền đi chê thế qua đây. Yeah.
đường quý này à tặng một son tuyệt đẹp trọng sinh buồn trọng sinh buồn tài nhạc nhé. Đây các bác, tôi vừa mổ gà xong, còn gà trống, đấy, gà tự mình nuôi nhé các bác nhé, gà tự mình nuôi, thuốc tự mình trồng và hái ở trên rừng nữa, đây, xem nào, thuốc, ngon chưa? Đây này các bác này, đấy, đây là một vị thuốc, một bài thuốc bổ máu. Phục hồi sức khỏe, bồi bổ cơ thể cho phụ nữ sau sinh, người già, suy nhược cơ thể. Tí nữa tôi sẽ chắt cái nước này, bỏ vào gà xong hầm. Đi hả bò? Ăn xong rồi bò. Đường quy dùng đấy. Đường quy này tạm bữa xưa. Tập cho quần từ xưa đến xưa. Má mò như sẽ bữa xưa nhạc, nhạc khu hả ô kìa. Wow, khu cổ ấy. Cái này mau rẻ luôn. Đây các bác, xin mời các bác ăn cơm với gia đình nha. Đây, thành quả của một buổi chiều đây. Đây là cái món gà hầm thuốc bắc để cho phụ nữ sau sinh. Lấy lại sức khỏe, phục hồi sức khỏe với lại lợi sữa, nhanh lợi sữa đây. Đây là đường quy này các bác này. Đấy, sâm đường quy. Nó rất là ngon. Rất là dẻo luôn này các bác này. Rất là ngậy, rất là mềm. Thịt gà thì chín nhừ. Đó, ngoài ra có rất là nhiều những vị thuốc mà chiều nay mà tôi gửi cho các bạn xem ấy. Đấy. Thôi, à đây, còn một cái món này tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Đây chính là cái rượu nha các bác nhé. Các bác đồ sôi, đây là gạo, nếp, nương. Đồ sôi lên để nguội xong rắc men vào ủ khoảng 7 ngày đến 10 ngày thì nó sẽ được cái rượu như này. Xong chúng ta có hai cách chế biến. Cách thứ nhất là chúng ta làm như này. Đấy, bỏ một ít mỡ cho cái này. Chiên lên. Cách thứ hai là chúng ta nấu với lại thịt gà. Nấu với thịt gà cho thêm ít đường, nhưng mà nó chưa đủ ngọt thì cho thêm ít đường vào. Ăn nó sẽ rất là tốt, rất là lợi sữa nhé. Đồng bào dân tộc Dao chúng tôi thì không thể thiếu được cái món cái rượu này mỗi khi mà có người sinh đẻ. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi cái clip này rất nhiều. Một lần nữa hẹn gặp lại các bác trong clip lần sau.